yêu một người mà thôi và yêu trọn đời. Một khi về phép, anh phải dành cho riêng em đó. 150 chiều nay 100%, 150 chiều nay 100%. Người yêu anh ơi, chiều nay đã cắm trại rồi, nào 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 biết tâm tư. Đi hát ở tiệc đồn rất nhiều, và đi đâu cũng có anh Hùng Cường bên cạnh. Và bây giờ đó, mấy chục năm nay sao mà mấy ông xa đi hết trơn. Đi Khánh Hùng Cường la vậy, tất là những năm thần trình là Hoàng Thi Thơm, tất cả những nghệ sĩ mình như gần hết rồi. Chị Lệ Thu cũng là một cái người mà Lệ Huyền rất nhiều cũng ra đi. Thành ra bây giờ quý vị tiếp nối nghe những giọng ca cũ để cho quý vị nhớ lại một thời nào của mình đã sống với nhau ở bên Việt Nam. Nếu quý vị ơi, quan men men mà hay quá phải không quý vị? Xuất sắc ha. Đã cắm trại rồi, nào đâu nào biết tâm tư người.